có sự khác biệt giữa giới luật điều học hay không liệu rằng nếu để nguyên chữ pali thì các từ này có ý nghĩa khác nhau không hay chỉ là một thôi ạ à? à, thưa với quý vị đó cái cái giới đó là cái xì lá thì cái từ giới nếu mà mình phân tích cái ngữ nghĩa đó thì cái giới này đó là dành cho cả tại gia và xuất gia dành cho cả người theo phật lẫn người không theo phật bởi vì bất kỳ một cái tôn giáo nào nha bất kỳ một cái quốc gia nào họ đều có cái giới của họ thì cái ý nghĩa của cái giới này là nó tương đối rộng Rồi còn cái luật là Quy na giá thì tức là đây là những cái lời dạy của đức phật dành cho các vị tỳ kheo lẫn sa di về những việc nên à, không nên làm và à, cái những cái tăng sự những cái tăng sự là phải được thực hiện như thế nào thì đó là cái nguyên giá là cái phần mà dành riêng cho những vị xuất gia còn cái điều học á à, là nó thuộc về à, có đôi khi có đôi khi nó thuộc nó đồng nghĩa với lại cái giới và luật nha có đôi khi nó đồng nghĩa nhưng mà có đôi khi á là nó nó mang cái ý nghĩa riêng là cái lời dạy của đức thế tôn về cái cái điều luật mà đức thế tôn đã ban hành có đôi khi cái điều học á nó lại mang cái ý nghĩa là cái trong cái nhóm luật nhất định tức là ba cái một là nó đồng nghĩa với giới ví dụ như quý vị sinh thọ trì tam quy ngũ giới đó tức là gì tôi xin vân giữ điều học nha là cố ý tránh xa thì trong trường hợp này cái điều học nó đồng nghĩa với giới cái thứ hai là điều học mang ý nghĩa là lời dạy của thế tôn tức là mang ý nghĩa về luật tại vì sao bởi vì trong cái trường hợp này đó có những vị tỳ kheo chứng đắc đạo quả nha từ sơ quả đến a la hán quả các vị này đó không phạm giới nhưng có thể phạm vào điều học. Xin lấy ví dụ, Đức Phật khi Đức Phật chưa Đức Phật ra quy định, Đức Phật ra quy định là vị trì kheo nửa tháng tắm một lần. Xin ví dụ như vậy đi. Ừ. Thì khi mà cái điều học này đó chưa được đến tay của vị A La Hán, tức là vị A La Hán này thí dụ như vị ở trong rừng vì đó cũng không có thần thông vì đó không có nghe không biết được thì vị đó có thể phạm vào cái điều học này khi đức thế tôn đã quy định rồi nhưng mà vị này không phạm giới giới ở đây lúc bấy giờ đã mang ý nghĩa là những cái điều ác thí dụ như sát sanh trộm cắp tài dâm nói dối uống rượu hoặc là cái sự hưởng thụ uh, trong các dục lạc thì lúc bấy giờ vị a la hán vị này không có phạm giới không thể phạm giới nhưng mà những điều học vị này chưa biết thì vị này có thể phạm đấy hoặc như là cái giới, cái điều học là không ăn chiều. Ừ. Thì khi mà một vị A-La-Hán chưa có nghe được điều học này, thì vị này có thể ăn khi mà nó đã, cái cái giờ cái nó đã quá, cái giờ ngọ rồi, vị này vẫn có thể ăn. Nhưng mà nhớ dùm vị A-La-Hán luôn luôn là thiểu dục, chứ không phải như mình cái kiểu mình không biết rồi mình ăn thả cửa thì không có. Đấy, rồi cái điều học mang ý nghĩa là một cái phạm vi uh, giới luật, là như là 80 điều học. 80% nữa. cái gì? Cái điều học á. Đó. À... đó. Không, không không, 8 80 100 điều học đó. Học giới đó, nó thuộc về học giới. Thì nó lại là những cái um, thuộc về cái nhỏ nhặt ví dụ như uh, vị tỳ kheo um, uh, không có uh, không có được uh, ăn cơ ăn thì không được liếm môi. À Pháp À, à đó không được liếm môi thì đại loại như vậy đó thì đó là thuộc về cái cái nhỏ nhặt ừ. à, xin bổ sung một câu này một chút xíu là giữa si lá tức là giới và vi nó giá luật thì nó khác nhau chỗ nào vị giới là mình dân cuối chính xa còn luật á tức là là điều học á điều học là mình điều học là phải hành cho nên giữa một cái là à, cú quý xa và một cái phải hành nó khác và giới đây thường thường mình nghe nói nó có hai là à, bánh ban chá Xí lá là nó là nam giới ngũ giới còn u bu sa thá xi lá là, là bác quan thì nói cái nam giới mà Hãy ai mà không tu không tu vẫn biết Phật tử Phật tử công sư gì nè dính năm giới là có tội còn người lại bất quan á cái người thọ trì có phước nhưng mà phạm ba giới không bám giới không có tội còn cái điều học của vị tỳ kheo có những điều phạm nó chỉ mang nghiệp đạo thôi à nó 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 không mang nghiệp đạo mà nó chỉ là đời chơi trách thí dụ một vị tỳ kheo phải À, tiểu ngồi. À thì hay là không có được đi trên cỏ. Vân vân thì những cái điều học phải hành đó nó chỉ là nếu mà phạm chỉ chỉ mang tính chất là phạm cái giới đó thôi chứ nó không mang tính chất phạm nghiệp đạo. Mà để tránh đời chơi chách trong à, luật á, Đức Phật ngài à, à, ra những cái điều luật á à, có rất là một phần á, là tránh đời chơi chách. Còn à, về giới á thì nó chỉ hạn lượng ở điều mình tránh xa để để người Phật tử mình tránh xa những cái tội lỗi. Tôi nghĩ khi mà sư nói như vậy. Thì nhiều vị sẽ bị bố rối. Tức là trong cái giới đó. Thì nó. Nói chung là những cái điều mà được quy định bởi Đức Thế Tôn. Nó có hai loại. Một là bởi vì làm cái việc đó. đó nó tương ứng với mình làm các việc ác. Ví dụ như sát sanh trộm cắp tại dâm, nói dối, uống rượu nó tương ứng với việc làm các điều ác. Nhưng mà có những cái nó không có nằm ở trong cái phạm trù này, nhưng mà nó là cái quy định đức Thế Tôn đặt ra dành cho các vị tỳ kheo không có nên làm. Đấy, mà nếu như phạm vào cái việc này á là phạm vào cái điều học do đức Thế Tôn quy định. Nhưng mà mình không có nên vì như vậy mà mình có cái hiểu lầm là à, như vậy thì nếu như tôi phạm thì chắc không sao, không phải. nha. Bởi vì ở trong chú giải Kinh Pháp Cú có một câu chuyện là vị Đi Kheo khi mà đã lỡ làm đứt một cái cỏ, một cái nhánh cỏ vì này mới sám hối với cái vị Đi Kheo bạn và vị Đi Kheo bạn này nói không sao thì sư phạm sư sám hối thôi thì vị này mới có cái tà kiến là như vậy thì tôi để tôi phạm giới xong rồi tôi sám hối luôn lần thế là vị này nhổ luôn bụi cỏ rồi mới sám hối Đức Thế Tôn mới nói đó cái người như vậy á, không tránh khỏi địa ngục và chúng ta còn nhớ là cái um, có một vị uh, long vương ở trong tương ưng có nhắc đến là vị này um, khi mà năm xưa là một vị thị kheo uh, trong một lần vô tình làm đứt một cái ngọn cỏ và trong suốt thời gian tu tập còn lại đó vị này không tìm được vị thị kheo nào sám hối về việc này mà thưa với quý vị đó cái việc làm đứt cỏ đó nếu như là cư sĩ nó không có một cái lỗi gì hết nha nó không phải là cái ác nghiệp nó không phải là ác nghiệp nha à, nhưng mà ở trong cái lục tỳ kheo á thì nó lại là một cái lỗi cần phải sám hối mà vị này không suốt cái thời gian tu còn lại vị này không tìm được người để sám hối và thế là vị này phải đọa làm long vương nha à, sư nhắc để quý vị không có hiểu lầm là à, à, như vậy thì cái cái giới nào mà không có tạo ác nghiệp thì nó không sao để coi chừng nha ừ. 呵呵呵呵呵。<laughs> <laughs>